Cá nha các bạn. Rồi kiểu này không phải lỗi rồi. Lên cá nha, lên cá nha. Ê đừng ấy, đừng ấy, đừng ấy nữa, dướng á, dướng á. Coi nó bung ra được không? Đừng Rồi đừng có bây cho, giờ đừng có cho trùng. Máng vô gốc á. bây giờ bây giờ Phải phải từ 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 từ. Nhả 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 ben ra, nhả ben ra. giờ 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 rồi. Phải phải từ từ. Bây giờ Rồi kéo đi. Rồi nó dây lỏng không sao chứ. Lên cá nha các bạn. Từ từ từ, để nó bự quá, ông đừng ấy kêu đó sảy á. ấy ấy đây ra rồi. Rồi chui chui qua, chui qua. Từ 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 từ, từ để cho ấy coi chừng vướng vướng gốc cây á. Ừ cho dẹt ra ngoài đi. Đây mới lên cá đây. Cứ cứ nhả đi, nhà nhà nhả bên đi rồi. Đừng đừng cho chạy vô gốc cây rồi. Trời ơi Đúng đủ. Trời ơi đủ rồi, đủ. Má thiệt má. Mấy ông giặt làm chi, mấy ông để cứ cương để cái dây luôn. Đủ má tình. Thiệt. Cái này 2-3 kg, đó là bự à? Không.